Hằng. Anh Tú. Em mới tới hả? Ừ. Ủa Cường, em làm gì đây vậy? Đây là tài xế của em. Hôm nay em lừa chạy xe quá nên nhờ tài xế chở đi. Anh chị em có lâu không? Anh cũng mới tới. Nếu mong có gì nữa thì... Anh vô trong luôn đi. Chờ lát nữa chở tôi về cho tiện. Giống như bữa sinh nhật á. Chú Phát nói là xong việc thì về công ty. Tại bữa nay chú Phát có việc cần phải ra ngoài. À, vậy hả? Vậy thôi anh về đi. Vậy... Anh, chút nữa anh chở em về nha. Ừ. Mình vô trong đi anh, em đói quá. Ok em.